Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với Hot Sub 4 với campaign Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và trong 3 lần trước chúng ta declare war bọn Trung Quốc, nhưng cái vấn đề rằng là chúng ta không thể nào làm gì Trung Quốc cả. Nên nó hẳn là trong part lần này thì mình sẽ không làm gì Trung Quốc cả. Và mình sẽ bỏ luôn cả cái Justify War Goal đi. Và mình sẽ kệ đấy, nhá. Thì các bác bảo là hay là xâm chiếm Philippines đi. Và vâng, thì hôm nay là mình sẽ định là xâm chiếm Philippines. Bọn này nó khá là yếu, 68 sư đoàn thôi, nên mình nghĩ cũng khá thoải mái. Các bọn này là Dominion Ceylon, là bọn là phiên dậu của bọn Anh này, cũng chẳng nói gì nhá. Pakistani. Release Bangladesh, có nghĩa là nó sẽ thả Bangladesh ra. Ừ, được đấy, được đấy, được đấy. Thì mình sẽ declare war nó chiếm luôn nhá. Thì mình sẽ chiếm luôn khu vực Bangladesh đi. Ok, nhá. Thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ok mình nhá. Và hôm nay mình vừa đi cái Imun xong và cũng gặp khá nhiều người Nam Á luôn ý. Kiểu nó gọi là International Model United Nations ý, ở BUV ấy. Người Nam Á nhiều vãi cái dài hay luôn, Pakistani hay là Bangladesh hay là người Ấn Độ mình không biết là có không, nhưng mình nghĩ là cũng có đấy, chẳng qua là mình không để ý thôi. Tiến lên! À tôi nhỉ, chúng ta sẽ justify war goal, retake Paul State, là mình sẽ muốn lấy lại mấy hòn đảo của mình cái nhá. Từ từ đi, cho về mức 4 nữa nhá. Rồi, ok, Chiến bây đấu! giờ chúng ta sẽ cần phải xóa cái lệnh đi này. Chúng ta đang có hai thuyền, vâng, hai destroyer khá là ngon, nên là mình nghĩ là cũng khá thoải mái thôi. Mày sẽ là convoy escort nhá, và mày hãy đi convoy escort khu vực đấy đi, tao cái. Và Hãy sau chia nhau đó ra! thì mình sẽ muốn cử khoảng tầm Hãy chia là nhau ra! tao sẽ muốn một máy sẽ là xâm lược từ khu vực Tiến lên! đầu tiên nhá, Hãy chia nhau ra! 5 sư đoàn của mình, bọn mày sẽ invade từ khu vực Sài Gòn sang khu vực nào có cảng nhỉ? Đây, Davao. Mình đang không có sự hiện diện ở biển đấy nhá. Từ từ nhá, bỏ lại cái nhá. Mình sẽ muốn chiếm cái đảo này này. Rồi ok. Còn chỗ còn lại nhá. Hãy chia nhau Chỗ ra! còn lại bọn mày là lính của Trung Quốc à? À đây là lính của bọn Tiến lên! hình như Thái Lan sao ấy. Bọn mày sẽ từ đấy nhá, bọn mày đổ bộ vào Manila được không? Và khu quanh đấy. Rồi ok nhá. Năm sư đoàn, năm sư đoàn. Rồi ok. Chúng ta có thêm nhà máy dân sự này. Mình sẽ cần thêm nhà máy quân sự đi. Nó thẳng là xây dựng này chậm, khá là chậm, nên là chúng ta sẽ không làm việc lắm này. Hãy Chỗ chia còn lại nhau bọn ra! mày hãy tập trung về một khu vực cái đi nào. Bọn mày tập trung về Sài Gòn đi. À thôi đừng. Tập trung thì mình nghĩ là cũng nên tập trung về đâu một chút thôi. Thực sự tập trung về một chỗ nó sẽ hơi có vấn đề đấy. Bởi vì thường là chúng ta sẽ bị attrition khá là cao. Nếu mà có quá nhiều sư đoàn trong cùng một lãnh Tiến thổ thì thường là lên! sẽ bị có vấn đề một chút. Cái bọn này nó chiếm một số hòn đảo ở khu vực biển Đông nhá, nên là mình sẽ muốn chiếm lại nhá. Chính là mình vẫn quên mất là khu vực phía Bắc là Hoàng Sa, à phía Bắc là Hoàng Sa, phía Nam là Trường Sa. Ok. External influences. Mình sẽ muốn là cho bọn Chinese Volunteer Division đi, thì mình sẽ có thêm vài sư đoàn nữa nhá. Chúng ta hoàn toàn không đủ sức tấn công bọn Trung Quốc ở đâu, nên là mình thề luôn là thôi nhá, thôi mình chịu thôi. Trung Quốc thì mình chịu. Mình đang định để tấn công Triều Tiên cơ, nhưng mà Triều Tiên phải khó quá. Úc thì bọn này là cũng đang là phiên dậu của bọn Anh rồi. Hay là mình sẽ xâm lược bọn này nhỉ? Mình xâm lược bọn Ả Rập cũng được ấy. Kingdom of Saudi. Bao giờ có bạn bảo là muốn cho mình là make puppets này là sao? Không biết lắm này. Balance Media không này. Có các bác cứ bảo rằng là mình nên chơi cái bọn gì nhá, Mỹ hoặc là Liên Xô đi. Đi cũng được, nhưng mà mình thấy là nó cũng kiểu game này rất lag ấy. Thì thường là nếu mình cứ tham gia mấy quốc gia lớn thì thường là có thể khả năng là sẽ bị gây ra cuộc chiến tranh thế giới ở đó, và mình sẽ rất lag và đủ kiểu. Election support the bolster the army Hollywood witch hunt. Cái này nó khá nhiều sự kiện này, impeach Truman này. Cái này nó không có cây khác nhỉ, kiểu như là tham gia vào cái faction cộng sản thì sao. Assassinate Truman, crackdown on Puerto Rican. Wow,
The Chinese Civil War, the colonization, intervene in Vietnam. Wow. Oh, kinh đấy. Support for South Vietnam. Sao mình không kiểu xây dựng một đế quốc cho Mỹ được không nhỉ? Creation of the CIA. Nói chung chẳng có gì lắm đâu nhá, chẳng có gì lắm đâu. Nếu mà Liên Xô sao? Mấy cái bọn này nó kiểu nó không có cây nào nó kiểu đối nghịch được ấy. Không có cách nào mà nó theo kiểu là Liên Xô mà theo kiểu tư bản hay là Mỹ theo kiểu cộng sản. Ừ đi biết là nó sẽ, với cả nó không có cây nào kiểu hay hay một chút đi. Thì bình thường nó kiểu nó đi theo đúng như con đường lịch sử. Thì cái hay của Hot Spot 4 là cái lo của các con đường khác ấy. Thì nếu thì phải có các con đường khác kiểu tư bản nó hay hơn. Thử như vậy hay hơn không? Kiểu khác với lịch sử đúng thật thì thường là mình sẽ thấy hay hơn nhiều. Nhá. Philippines sắp xong chưa nhở? Còn ba mấy ngày nữa là sắp xong rồi nhá. Chúng ta sẽ chuẩn bị xâm lược bọn nó luôn. Mà gần 6 đến 8 sư đoàn thì mình nghĩ là cũng khá thoải mái thôi. Mày thà chưa? People's Republic of Bangladesh này. Xong rồi. Và chúng ta sẽ justify World Gold Dark 85 ngày. Tùy, hết được, thoải mái. Bọn này nó mới xây dựng mà, nên là khá là yếu. Thì mình nghĩ là bọn này Dhaka này thì mình sẽ trao luôn cho bọn Ấn Độ đi. Bởi vì bọn Ấn Độ nó hơi yếu ý. Mình sẽ muốn là bọn nó cung cấp cho mình vũ khí và quân đội để mình có quân đội mạnh hơn một chút. Và mình xâm chiếm toàn bộ khu vực okay nhá. Nếu bây giờ mình xâm lược bọn Pakistan thì mình có bị vấn đề không nhỉ? Yes, if I will go to xem nào. Thôi mình sẽ xử lý xong bọn Philippines với cả là bọn Bangladesh nhá. Thì mình sẽ tính sau này. Rồi ok, chúng ta có một người Trung Quốc ở đây này. Khá kinh nghiệm khá là cao này. Chắc cái bên này mình sẽ làm dài dài nhá. Chắc là lâu. Talented officers, French Legion defected. Why we fight? Bọn này không biết. À bọn này không có cây riêng của nó này. Ở Philippines thì nhạt chết được, có cái tech gì đâu. Mình chỉ tiếc là khu vực Đông Nam Á này mình không chiếm được ý. Bởi vì bọn nó có quá nhiều là của bọn NATO ấy. Thì nếu mà mình declare war thì thường là mình sẽ rất có vấn đề. Cực kỳ có vấn đề. Nếu mà nói mình có xâm lược bọn Netherlands đằng này đâu không nhỉ? Dù gì mà nói bọn Amsterdam thì bọn nó vẫn có thủy binh mà. Với cả là mình sẽ cần cả đống thuyền để mình xâm lược từ khu vực đấy. Non-chon. Rồi ok. Chúng ta sẽ lưu trước một chút nhá, để cho an toàn. Lại lần nữa thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Like nhiều vào và subscribe nhiều vào thì mình mới vui và mình làm thêm nhiều part nữa nhá. Thực sự đấy, ủng hộ mình đi. Ok, thì đầu tiên bọn mày sẽ từ từ, máy bay của mình đâu nhỉ? Bọn này không có thuyền đúng không? Từ từ chắc á. Có một thuyền. Một thuyền. Không sao cả. Thực sự đấy, có khi là mình sẽ cần phải đầu tư về cơ sở hạ tầng máy bay của mình đấy. Ở khu vực này mình đầu tư ít vãi cả ra ấy, nên là bây giờ mình thấy là nó đang hơi có vấn đề đấy. Split the air force into này, mày sẽ bay ra đây tao cai. Tùy đi, bọn mày sẽ bay sang đây tao cái này. Mày sẽ bay ra khu vực kia đi. Philippines vẫn đang trong tầm của mình này. Khu vực phía bắc này, mày sẽ bay ra miền đông này. Mày bay sang đây, mày sẽ bay sang khu Philippines như vậy. Ok. Declare war vậy nhá. Declare war. Mình không cần gọi đồng minh nhá, bởi vì mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi, không có gì đâu. Sao mà tùy binh của mình vẫn chưa nằm khu vực biển này à? Mày sẽ cho tao thêm một khu vực này đi nhá. Rồi ok. Vừa nãy là khu vực biển này của mình hơi có vấn đề, bởi vì là mình chưa cho con voi escort khu vực này. Ồ vãi cả, nếu Manila sụp đổ thì bọn chết chưa? Bởi vì mình không muốn cuộc chiến tranh kết thúc sớm đâu. Thực sự là vậy. Phiên dậu của mình đang đòi tham chiến này. Nhưng mình nghĩ là cứ từ từ một chút này. Mày sẽ tấn công đi qua đường đấy nhá. Từ từ xem Ấn Độ bọn này có thủy binh không? Không có. Có 611 máy bay cơ, nhưng mà vấn đề bây giờ là mình đang khu vực này là nó không hề có cái cảng nói. Construction đi. Mày có thể xây dựng cho tao một cái. Không xây dựng được. À đâu, naval base mới đúng chứ.
Mày sẽ đi lên đầu nhá. Tao cần mày xây dựng bằng được khu vực này cái. Một tháng nữa. Một tháng nữa không kịp đâu nên là mình sẽ hơi có vấn đề đấy. Rồi ok, chúng ta có cảng rồi. Nên là mình nghĩ cũng khá thoải mái rồi mà. Với cả với chỗ sư đoàn này thì mình nghĩ là cũng đủ ấy. Tiến lên. Bọn mày sẽ tấn công. Mày chia nhau ra. Mình nghĩ cũng cho vừa vừa sư đoàn thôi bởi vì bọn này nó cũng yếu mà. Nghĩ là vậy, từ từ mình sẽ nhắc Sephiroth bọn này cái đi nhỉ. Nhắc Sephiroth bọn này thì mất thường mất bao lâu nhỉ? 185 ngày. Ờ thì cũng được. Tùy. Pakistan. Mình sẽ chiếm cả Pakistan với cả bọn kia nữa. Chết cha, có tăng được. Mày đang ở đâu đấy? Xem nào. Tiến lên. Cái vấn đề là bọn này nó không... À đây chiếm được cảng rồi nhá. Chúng ta sẽ... Hãy chia nhau ra. Rally behind the force. Mình sẽ cố gắng xử lý cái bọn Pakistan. À, Bangladesh. Bangladesh thì nó cũng đơn giản thôi. Cũng chẳng có yếm đâu. Để phân tán hết ra. Chúng ta sẽ chiếm cả thế giới. Rồi cuối cùng mới xử lý Trung Quốc sau nhá. Các bạn cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Philippines mình sẽ thả nhá. Bởi vì là mình cũng không có nhu cầu như này lắm đâu. Bọn này nó cũng... đất đai bọn này nó cũng không thực sự là quan trọng lắm ý. Chiến đấu. Mình nghĩ là nó cũng khá thoải mái thôi. Với cả là mình cũng nghĩ là mình cũng khá là thừa đủ mọi thứ ấy. Nên là bộ binh của mình sao chui hết lên đây rồi. Nếu mà chiếm vào kia ấy thì là mình sẽ có thể phá sập bọn này được nhá. Không cần phải chiếm thủ đô Davao đâu. Chắc thoải mái thôi. À chưa được rồi. Máy bay Mỹ ở trên trời. Có thể xuống Davao này tao được không? Thôi một số thằng bọn mày nhá. Chia nhau ra. Là sẽ cho Naval Invade từ Manila này xuống khu vực Davao nhá. Và khu bên cạnh đấy. Mau lên nào. Bao lâu nữa xong? Bởi vì đây là chỉ có 3 bọn thôi nên là mình nghĩ là cũng khá thoải mái thôi. Sao mình ít mẹ. Oh my god. Mình đang gần như không sản xuất cái gì cả ấy. Vũ khí của mình đang hơi có kỳ kỳ đấy. Tại sao vũ khí mình ít đấy? Develop our own mortars này. Đầu tiên là mình sẽ cần phải thả bớt bọn này ra cái. Vũ khí mình đã sản xuất hơi nhiều đấy. Từ từ đi. Về trade. Mình sẽ cần phải xem bọn nào là People's Republic này. 180. Rồi ok. Có bọn nào là phiên dậu của mình nhỉ? Thôi cứ kệ đi. What the fuck? Thực sự mình đang lo là không biết là cái bọn này nó có kiểu NATO ham chiến không ý. Thực sự là mình đang rất sợ kiểu đấy. Tiến lên! Mày sẽ cắt ra khu vực đấy nha. Chuẩn bị kế hoạch, triển khai kế hoạch cái đi nào. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Hãy chia nhau ra! Tóm hết xe gọn này mà đi cái nào. Mày có thể triển khai được kế hoạch này chưa? À ừ. Thế bây giờ là mình sẽ cần phải bỏ không... Từ từ nhá, bọn mày sẽ là tóm 3 bên này nó tao với nhá. Thường là một đạn thủy binh nó sẽ chỉ có thể tóm được khoảng tầm là 3 khu vực nhá. 3 khu vực biển chứ còn lại không tóm nhiều thế đâu. Hãy chia nhau ra. Hãy chia nhau ra. Chiếm vào Davao bằng được hộ tao cái. Có vẻ như là cái bọn xe tăng này sẽ về được thủ đô bọn nó trước này. Thì chúng ta sẽ hơi có vấn đề một chút, nhưng không sao cả. Không sao. Rồi ok. Cuộc chiến tranh là kết thúc. Oh my god. Thì đầu tiên là mình sẽ cần phải chiếm lại khu vực này nhá. Retake Core State này. Rồi ok.
Còn lại bọn mày hãy cứ... What the fucking... Không. Puppet Rồi, ok. Xong. Done. Chúng ta chiếm được khu vực đảo Hoàng Sa kia rồi. Thì cũng thoải mái thôi. Rồi, ok. Chúng ta kiểm soát gần hết được bọn này đúng không? Không sao cả. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cần phải tập Tiến trung đại quân lên! này của mình về khu vực. Whatever. Bọn mày tập trung về đây nhá, chuẩn bị xử lý bọn chết tiệt này Chiến nhá. đấu! Chắc chỉ cần một đạo quân thôi là vừa rồi đấy. Hãy chia nhau ra! Tiến lên! Khu vực này nó có khá nhiều núi nên là chúng ta sẽ có vấn đề về tấn công vào bọn Pakistan ấy. Pakistan này khoảng tầm là 120 ngày nữa. Bây giờ mình còn chắc là cũng còn nhiều thời gian để quay đâu. Thì có gì là mình sẽ chỉ chiếm Bangladesh thôi nhá. Rồi sau đó là mình sẽ chắc là cũng nghỉ đấy. Bởi vì là mình không có quá nhiều thời gian để làm mấy cái này ấy. Đây là mình về đang vội vội vàng vàng để quay đấy. Mai mình vận cả ngày luôn. Sáng chiều đi Imun, tối đạp tới Nhật. Ui, mọi chiếc bộ lính này, hai lính. Nhưng mà thôi nó yếu lắm, chẳng vứt đi được rồi đấy. Mấy bọn này chẳng chỉ làm được cái gì này. Anti-colonial, colonialism or something like that. Ấn Độ bây giờ nó khá đông lính rồi, thì mình nghĩ là ở 7 sư đoàn rồi á. Thôi kệ đi, mình không muốn nhìn biên giới con này đâu, nên là mình sẽ trao lại Bangladesh cho bọn Ấn Độ đi. Nha, mình sẽ muốn nối khu vực này của bọn Ấn Độ vào nhau, bởi vì là mình thả hơi nhiều bọn dở hơi quá. À quên mất nhở, faction của chúng ta đang Việt Nam vô địch, đang kéo dài dần ra khắp thế giới. Sinopec là không bằng được mình nhá, nói thẳng là vậy đi. Nhưng mà nếu mà nói về sức mạnh quân sự, nhà máy của mình thì đông hẳn luôn, bởi vì là mình có các nhà máy của bọn Ấn Độ nữa. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta vẫn thua bọn Trung Quốc, bởi vì là các chất lượng của sư đoàn chúng ta là kém hẳn và đủ kiểu. Bây giờ mình muốn bắt đầu chiêu mộ sư đoàn thiết giáp rồi nhỉ. Quỷ này rồi đấy. Bây giờ chúng ta có hai cảng đây. Mình nghĩ thực sự nó không quan trọng lắm ý. Khi mà quân đội Trung Quốc ở đây khắp khắp nơi nhỉ. Thực sự mình sợ vãi. Bangladesh sắp xong chưa con ơi. Còn 50 ngày nữa. Và cho lúc đấy mình sẽ làm nhạc hay vài thứ. Chúng ta đang limited conscription nên là mình nghĩ là cũng thoải mái thôi. Capital ship. Chúng ta có thêm một thuyền này. Về production chúng ta đang sản xuất cái gì? Xe tăng tăng to cái đang sản xuất không nhiều lắm này. Mình sẽ cần phải sản xuất xe tăng này. Light tank. Mercury vehicles này. Mình xả bớt cái này đi cái. Mình sẽ muốn lấy thêm xe tăng đi. Xe tăng sẽ là sản xuất nó hơi có khó khăn quá ấy. Bangladesh thì bọn nó không có sư đoàn nào cả nên là mình nghĩ nó cũng sẽ khá là nhanh thôi. Còn bọn này thì sư đoàn khá đông, thực sự là vậy. Thì là chúng ta tùy, một là chúng ta tấn công luôn, hai là chúng ta sẽ đợi cho nó tấn công mình. Còn tùy thôi nhá. Sư đoàn xe tăng sao nhìn chúng chán ấy. À đâu, Khalistan à. Chia Sư nhau đoàn ra! này. Thế là khá lâu đấy. Chúng ta sẽ sau khi xử lý xong bọn này thì mình sẽ bắt đầu là kiểu justify go cả đống bọn này nhá. Thì chúng ta sẽ tìm đường đến châu Âu sau. Bởi vì rằng là chúng ta French Republic có vẻ ghét mình nữa nhỉ. Khá là ghét đấy. Một ngày đó mình sẽ phục thù bọn Pháp này. Nếu mà nói về lính bọn nó cả factory bọn nó mạnh hơn mình rất nhiều này. Tại sao khu vực này chưa nổi loạn đi? Hả? Tại sao chưa nổi loạn đi?
Thật sự là mình còn tí đã nữa nhỉ. Mau lên mày ơi. Thực sự em mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Sẽ cho triển khai kế hoạch này luôn nhá. Mình sẽ chiếm vào Dhaka và đủ kiểu. Nói chung Việt Nam vô địch sẽ cần phải mạnh hơn nữa. Thì nếu mình muốn challenge cho bọn Trung Quốc được thì chúng ta sẽ... Với cả là mình cũng... Oh, Mongolian People's Republic Arab. Ở trong giai đoạn này thì mình nhớ là có một cái ý tưởng là sáp nhập mấy quốc gia Ả Rập vào với nhau. All Palestine Protection Hashemite Kingdom. Cái bọn Iran này, Israel nó mạnh thật đấy. Chả biết bao nhiêu sư đoàn, 724 sư đoàn. Nhưng mà mấy cái này nó kiểu sản xuất, nó boost kinh vãi cả ra ấy. Để nó bảo đảm cái việc là bọn này nó sẽ sống được ấy. Này, Defense of the Zionist Nation. Ui ôi, manpower bọn nó từ 1,800 bao nhiêu nghìn đến 1 triệu ấy. Nick Lao, bọn này có một sư đoàn tăng. Mình thẳng là bọn này sẽ chết chắc rồi nhá. À tôi nhờ, gọi Ấn Độ này vào cái. Call to Arms. Hổ qua cơ. Chiến đấu. Mày cũng sẽ được Call to Arms nhá. Vietnamese Bangladesh War. Rồi ok, xong rồi. Nói thẳng là bây giờ chúng ta biết chắc là kết quả như nào nhá. Mình cũng không cần phải nhìn lắm đâu. Nói chung thắng chắc rồi. Christian của mình này. Có hai sư đoàn cơ à? Ui, mạnh thế. Hãy chia nhau ra. Thôi không sao cả. Thôi không sao. Bọn mày hãy chết trong im lặng đi được rồi. Hãy chia nhau ra. Không sao cả. Chiến đấu. Tấn công Dhaka đi. Rồi ok, đã xong. Ok, thì là bọn này đang cố nhá. Bây giờ mình sẽ cho muốn cho bọn này nó chiếm khu vực này đi cái. Không đủ điểm ạ. Pass. Rồi ok, Bangladesh, ta sẽ chọn mày khu vực này. Đó, done. Thế là xong. Mà chính xác là chúng ta nên cho một quốc gia khác nhỉ. Bởi vì quốc gia khác yếu hơn ý. Chứ bọn Ấn Độ kia bọn nó vẫn đủ sức để có thể gọi là duy trì cái quân đội của nó được. Ơ, mày độc lập rồi này. Brunei á. Brunei vẫn chưa thoát rồi nhỉ. Buồn ý. Special Forces. Bao lâu nữa. Ờ, sắp xong rồi đấy. Chúng ta sẽ cần phải cử máy bay chúng ta sang này. Khu vực này có vẻ như máy bay nó không được đầu tư lắm à. Construction đi xem nào. Ôi, các bạn đi. Vào đi. Đóng cửa vào luôn anh đây. Thế nào, khu vực này phải xây máy bay này. Vào được rồi. Mỗi cái airbase chắc là khoảng tầm là có 80 slot cho máy bay chăng? Chắc là tầm đấy. Oh, có cái này được à? Bây giờ mình biết đấy. Có chỗ nào máy bay nó bay từ... À đây, máy bay từ khu vực này lên Pakistan này. Anti-French propaganda. Ok, race patriotism among our people. Chỗ này của mình hơi nhiều máy bay quá để có thể support được này. Một số máy bay mình sẽ bay được đấy, nhưng mà chỗ còn lại có lẽ không được nổi đâu. Thôi cứ để yên tạm thời vậy nhá. Hãy chia nhau ra. Cho lệnh là aggressively rồi đúng không? Sắp xong chưa? Rồi ok, chúng ta cần phải lưu trước khi mà mình... Bởi vì mình sợ là có thể sẽ bị lôi bọn Mỹ với cả là... Mấy bọn NATO kia vào. Và thế là sẽ là vấn đề. Rồi ok, declare war. Có vẻ như là không được. Thử xem nào. Bây giờ chúng ta hãy cầu trời là không quốc gia tham chiến cùng bọn nó nhá. Sao mình cảm giác nó sẽ tham chiến nhỉ? Call to arms bọn này thế nào? Mình sẽ chỉ gọi mấy bọn đáp biên giới nhá. Từ từ, chúng
chúng ta có chiến tranh gì không? Chiến tranh quốc gia nào? Có phải như bọn kia không tham chiến này, Republic of China, Canada, Italian Republic. Cũng không đến mức lắm. Nếu mà bọn kia tham chiến vào thì cũng chẳng làm việc mình lắm đâu cả nhỉ. Vietnamese Pakistani War rồi, ok. Có vẻ như bọn kia sẽ không tham chiến này, nên là chúng ta sẽ tấn công trước này. Thái Lan want to join này. Canada, Islamic Republic, Republic China, Kingdom of Denmark. Có vẻ sẽ khó đấy. Có vẻ sẽ khó. Kingdom of Norway. Ok, chúng ta có một số quân đội của các quốc gia kia khá đáng kể. Canada ấy thì bọn mày có 13, 15 thuyền, mình sẽ không có khả năng đối đầu được này. Xem nào, Iceland. Sao quá nhỉ? Thật sự là chúng ta không có đường nào xâm lược đấy. Này thôi rồi, sẽ tính sau vậy. Cứ địch cứ tấn công trước thì vậy nhá. Chúng ta chiếm vào Karachi trước này. Hãy chia nhau ra. Mày tấn công vào đấy để duy trì cho nó kiểu chắc không chọn nó tiếp viện cho Karachi được ấy. Bởi vì chúng ta cứ tấn công bây giờ thì mình sẽ bọn nó sẽ không di chuyển đâu được. Và mình sẽ chiếm thủ đô bọn nó được. Và không được rồi. Phi thật. Bây giờ thì mình bay. Cũng nên tầm tạm. Tiến lên. Hãy chia nhau ra. Chiếm nó lãnh thổ đi cái. Bọn mày hãy chia nhau ra. Đường to này cơ mà. Hãy chia nhau ra. Bọn nào đây? Khalistan à? Thực sự là mình đang rất lo là bọn này sẽ lôi bọn nào đó vào trong chiến tranh và mình sẽ bị chết này. Mình rất sợ là cánh đằng sau này của mình sẽ bị đánh úp vào này. Có vẻ như có tàu thuyền của bọn quốc gia ở đó chăng? Mình sẽ call to arms bọn này để cho có sự hỗ trợ thủy binh nhá. Bọn này có thủy binh không? Hai thuyền à? Có vẻ như các cuộc tấn công của mình nó không hiệu quả thực sự lắm ý. Thực sự là vậy. Hãy chia nhau ra. Nhưng mà cái vấn đề là bọn Pakistan kia mà không có đủ lực lượng có thể. Mình cần lính mới ở trên này. Tiến lên. Được ý. Nên là mình nghĩ là tiến lên. Tuy rằng là mình sẽ chết vẫn chết nhiều thôi, nhưng mà mình cần lính mới ở trên này. Tiến lên. Thôi cho tất cả mọi người tham gia đi cái. Call all này. Nó ok xong hết rồi nha. Thưa ông có thủ đô chưa? Chưa. Ô vãi cả 16 sư đoàn của bọn thủy viên này. À đâu, đây là của Korea Union of Soviet Socialist Republic. Nhưng mà chả giúp đỡ gì cả nên là mình nghĩ là cũng không được lắm đâu. Có lẽ là ấy, bọn mày tập trung về đây cái đi. Đang có thủy binh bọn Canada đang ở đây nên là chúng ta sẽ hơi có vấn đề một chút này. Máy bay thì máy bay đang bay trên vùng biển này rồi nhá. Máy sẽ bay ở đây nhá. Máy sẽ bay ở đây, máy sẽ bay ở đây. Bảo đảm về cái việc máy bay chúng ta sẽ thắng trên khu vực biển vùng biển này. Thuyền chúng ta bị chìm dần và trời ơi. Có lẽ là mình nên cử một số lượng quân chia nhau ra kia để hỗ trợ nhờ. Request force mình sẽ cần vài sư đoàn bọn mày đấy. Hãy chia nhau ra. Hãy chia nhau ra. Nhờ bọn mày sẽ phòng thủ tao khu vực bờ biển này cái. Tiến lên. Khu vực này nó không có cảng sao ấy? Có mỗi khu vực Cam Ranh thì nó có bảng có cảng thôi. Chắc là hết rồi đấy. Ấy không bỏ này đi này. Rồi ok. Chắc thấy được rồi đấy. Sao các Pakistan sụp đổ. Rồi ok xong hết rồi nha. Pakistan sụp đổ nha. Thế là ok. Nhưng cái vấn đề rằng là chúng ta vẫn còn phải xử lý mấy cái bọn đằng kia nữa. Và chúng ta không đường nào tấn công được cả. NATO giờ nó nát tưng rồi đâu nữa.
Hờ, có đường nào xâm lược nhỉ? Kiểu nếu bây giờ là mình có thể gọi là... Thôi rồi, vậy thôi thì hôm nay video xin dừng ở đây nhé. Các bạn thích video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Vậy đó, thôi, bye bye.